Dự báo thời tiết 31 tháng 3, gió mùa đông bắc tràn về, miền Bắc chuyển lạnh và mưa rông. Theo bản tin dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tin cảnh báo rông, lốc, sét, mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Hiện nay ngày 30 tháng 3, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đã báo, vẫn đang tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều mai 31 tháng 3, rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh phân tích trên sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Đêm 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông diện rộng. Đêm 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ đêm mai trời chuyển lạnh. Từ chiều ngày 31 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Từ đêm mai 31 tháng 3, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Thời tiết Hà Nội, từ chiều tối và đêm ngày mai, có mưa rào và dông, từ đêm mai trời chuyển lạnh. Ngoài ra, trong chiều nay, ngày 30 tháng 3, ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở các khu vực trên, cấp 1. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước, đêm 30 và ngày 31 tháng 3 năm 2019, phía Tây Bắc Bộ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 40-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20-33 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, từ chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 50-97%, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, riêng phía Nam tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 55-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, vùng núi có nơi 34-36 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm 55-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 47-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 50-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C. Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, từ chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 60-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C. Dự báo thời tiết biển, đêm 30 và ngày 31 tháng 3 năm 2019, trường gió đông nam cường độ yếu thịnh hành trên vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ. Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3-4,
Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông nam cấp 3-4. Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3-4. Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3-4. Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3-4. Quần đảo Hoàng Sa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3-4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3-4. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3-4. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.